Hôm qua tao rủ mày đi đánh bài. Mày nói là có đồ ngon lắm. Đồ gì vậy? Mấy chuyện gái gú thôi. Mày á, suốt ngày gái với gú. Chứ bây giờ mày kêu tao làm gì giờ? Mấy cái nhà hàng của tôi á, còn gì em kiểm soát hết rồi. Ông bà mình nói á, anh hùng thì lý mỹ nhân. Mà tao thấy á, mày càng ngày càng bị nó trèo đầu cởi cổ. Ê ê, thu non hả mày? Mẹ, mình vô thế thì phải chịu thôi. Ông tính bây giờ coi nó như là bộ trưởng ngoại giao, lo phụ trách việc lớn. Thật ra thì chuyện đó, nếu không có nó thì ai lo mấy cái vụ gái gú cho mấy thằng cha biến chất này chứ? Cũng may á là tao không mám vụ đó, chứ nếu không á thì tao cũng lận đận như mày rồi. Dạ, chào anh. Tôn Ngọc hả? Vô đi em. Làm gì mặc dầu quạo vậy? Em càng băng giá, anh càng thích đó nghe. Anh ơi, có cần thêm mấy đứa nữa không anh? Thôi khỏi. Dạ. Ngọc, rót một ly mời khách đi em. Em sao vậy? Dạ, em mời anh. Vô. Dạ. Em ra ngoài đi, không cho đứa nào vô hết đó nha. Dạ, chúc anh vui vẻ. Ừ. Ngọc, vui lên em. Em biết sao anh ngồi một mình không? Để được ngồi với em đó, bữa nay nhất định anh phải hốt em cho bằng được. Buông tôi ra, buông tôi ra. Ông làm cái gì vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra. Chết đi, chết đi. Nè con kia, mày bị điên hả? Mày làm gì mày đánh người ta? Tét tao luôn rồi kìa, có điên không? Còn mày nữa, mày có muốn chung số phận với thằng này không? Hả? Mày dám giết nó không? Chờ mày dám về xử. Mày kéo nó ra coi. Buông tôi ra. Cái con điên này. Mày đi. Hết hồn mà. Đại ca, đại ca có sao không đại ca? Bữa trước mất bóp, bữa nay bị tét đầu, chắc mai mốt tôi không dám tới đi nữa quá. Trời ơi, anh có làm sao không? Đau mà anh quá. Làm cái gì á mà để ăn nguyên một cái chai lên đầu như vậy? Tôi cũng mò mẫm bình thường thôi, vô đây tốn cả đống tiền chẳng lẽ ngồi dòm với nhau hả? Buông ra mà. Đi. Lên. Mày là đồ khốn nạn. Buông ra. Thả tôi ra. Thả anh ra. Quá. Đi vô. Đi vô. Thả ra. Thả tao ra. Thả tao ra. Đồ khốn nạn. Tụi bay là đồ khốn nạn mà. Đồ khốn kiếp. Khốn kiếp. Ngồi đi má. Ngồi đi bà. Ừ.
con nè. Dạ. Chân của bà bữa nay thấy khá hơn rồi ha. Ăn nè bà. Đây con. Cảm ơn tía. Ăn đi. Tôi thà nằm liệt giường mà nhà mình trở về như cũ tôi cũng chịu. Ý là sao hả má? Có con Hiền ở nhà, mâm cơm lúc nào cũng đầy đủ anh em tụi bay á. Thôi mà, ăn cơm đi bà. À, tự nhiên đụng cái nhà nó lạnh lẽo, trống trơn gì đâu. Chị hai chắc cũng sắp về rồi má à. Chị lo là lo cho anh Tư thôi, đi đâu mà mất quyền biệt không biết nữa. Má, ý con á là anh Tư nhất định sẽ về sớm mà. Ừ. Con đỡ đỡ má bi. Chị Diễm. Cái gì? Trừ hụi tháng này tôi còn dư bao nhiêu vậy? Chắc còn khoảng 500 đô đó. Cái gì? Bà tính có lộn không vậy? Ổng trả hết 5.000 thì phần tôi phải được 2.500 chứ. Mà hụi chết tháng này đóng có 30 triệu à. Tính ra cũng còn dư 1.000 chứ. Ờ, thôi mệt mày quá, để tao tính lại coi. Còn dư thì ta đưa thêm cho mày. Tao chơi đá nhưng không có lú lửng đâu nha. Sao? Đi chơi gì vui không cưng? Ngọc ơi! Ngọc! Ngọc ơi! Về có quà cho bà nè. Đẹp quá. Ngọc ơi! Con nãy đi đâu vậy trời? Ngọc ơi! Nè! Có thấy con Ngọc ở đâu không? Nó bị giam rồi. Cái gì? Mà tại sao giam nó? Nghe tụi bay, làm ăn kiểu vậy đó hả? Bao nhiêu chuyện cũng làm không xong nữa. Thiệt tình, má nó toàn là lũ khốn. Cái gì vậy? Nhỏ này biết tay tao. Con quỷ cái, mày tưởng tao không dám giết mày hả? Mày chết đi. Con quỷ, mày chết đi. Điên hả? Quỷ cái, mày đánh con. Chết điên nè. Mày gan lắm. Chết đi. Đừng lại. Chết đi. Buông ra. Chết mẹ mày. Buông ra coi. Thôi đủ rồi. Buông ra. Cái con này mày làm cái gì vậy? Hả? Mày làm cái gì? Còn bà nữa, có chuyện gì bà đánh nó dữ vậy hả? Mày còn hỏi, mày hỏi nó đi. Ngọc, tất cả chuyện này là sao vậy? Nó đánh bể đầu khách chứ chăng sao gì? Trời ơi, Ngọc, phải vậy không vậy? Tao đã tha cho mày rồi. Không bắt mày đi bán dâm, bây giờ hả, mày còn quanh quẹ với tao nữa hả? Sao?
Dám nhìn tao hả? Nhìn tao hả? Nè, thôi đủ rồi nha. Làm gì quýnh nó hoài vậy? Mày Ngọc. Anh Hải, vô đây. Vô đây đi. Cứu nó đi. Nó bị quýnh chết bây giờ. Đừng khốn nạn. Khốn nạn. Tại sao mày hại đời tao hả? Sao mày hại đời tao hả? Con điên này. Mày muốn chết hả? Tỉnh chưa? Hả? Tỉnh chưa con điên? Mày tỉnh chưa hả? Cái gì? Mày đánh tao hả? Hả? Tao mở khói tất cả rồi. Tao không có sợ đứa nào hết đó. Mày, mày nói là mày không đụng tới tao, nhưng sau lưng tao, mày để cho thằng khốn này hiếp dâm tao, hại đời tao. Ngọc, khốn nạn, một lũ khốn nạn. Ngọc nói đi. Anh Hải, anh cưỡng hiếp Ngọc hả? Cái gì? Anh dám làm chuyện đó sao hả? Dám hả? Không có. Nó nói xạo đó. Cái gì? Anh dám làm mà không dám nhận hả? Làm mà không nhận hả? Anh trả lời đi. Có phải anh làm chuyện đó đúng không? Tại bữa đó anh xỉn chứ bộ. Trời ơi Lão, mày đã dụ tao. Mày dụ tao uống thuốc kích dục để mày lợi dụng tao, mày làm bậy. Mày còn nói vậy nữa hả? Đồ khốn nạn. Thôi lỡ rồi. Bây giờ bà tính bán trinh cho kia bao nhiêu, tôi trả tiền lại. Cái gì? Còn dám nói vậy nữa hả? Dám nói hả? Hả? Thì ra bà vẫn cố tình bà lừa tôi. Mọi chuyện là do mấy người sắp đặt hết. Đừng khốn kiếp. Ngọc, Ngọc, chị, con Ngọc nó trốn thoát rồi kìa. Mày, mày xé nó đi. Tại sao vậy? Tôi đã cảnh cáo anh biết bao nhiêu lần rồi mà lại còn dám làm như vậy hả? Hả? Còn dám làm như vậy hả? Tôi cũng là đàn ông chứ bộ. Cái gì? Bây giờ còn dám nói ngang? Còn dám nói ngang nữa hả? Hả? Thôi đi. Bà đừng có tưởng là tôi nhịn hoài. Rồi bà làm tới nghe chưa? Ngọc ơi, mở cửa đi. My nè. Ngọc ơi, nghe không? Ngọc ơi, Ngọc ơi, mở cửa đi. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Ngọc. Cái gì? Anh đã sai. Mình còn dám lớn tiếng nữa hả? Dám lớn tiếng nữa hả? Hả? Tôi sai đó. Tôi lấy chân của Ngọc đó. Rồi sao? Được không? Nhưng bà nên nhớ, ở đây tôi là chủ, không phải là bà. Cái gì? Bà xuất thân từ gái quán bar bèo bọt, nhờ tôi vớt bà lên, đưa bà lên vị trí bây giờ. Bà định qua cầu rút ván hả? Cái gì? Anh dám nói tôi là gái bèo bọt hả? Dám nói vậy hả? Anh dám nói tôi vậy hả? Mày liêu hồn. Tao mà nổi nóng lên là mày lên bàn thờ đó, rõ chưa? Mày đừng có ỷ được lòng tính coi là ngon nha. Nhớ. Thôi mà, cái lũ khốn nạn đó, rồi mình sẽ trả thù sao hả? Đừng có như vậy nữa. Mi có biết tại sao người ta lại tự sát không?
Trời, tôi xin Ngọc, đừng có nói bậy như vậy có được không? Vì so với cái chết, cuộc sống nó còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Ngọc đừng có bi quan như vậy, Ngọc còn có gia đình nữa. Chẳng lẽ Ngọc không muốn gặp họ nữa hay sao? Gia đình, tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên nói thẳng cho bà biết kế hoạch của thằng Hải Lé. Nghĩa là My biết trước là hắn sẽ hại tôi sao? Không phải vậy đâu. Ý tôi là hồi đó giờ thằng Hải Lé nó nổi tiếng là sát gái, cho nên ở đây không có đứa nào đẹp mà nó tha cho hết. Cho nên tôi nghĩ là trước sau gì nó cũng hãm hại Ngọc thôi. Mà có dù tôi có biết trước đi nữa, cho dù có là như vậy, thì tôi cũng đâu thể nào thoát được tay của anh. Thà là lần trước tôi chết đi chờ rồi thì còn hơn. Có lẽ là tôi còn đỡ nhục hơn bây giờ. Đừng khóc nữa. Mì hứa sẽ tìm mọi cách giúp đỡ Ngọc thoát khỏi đây. Thật, Mì quen một ông khách, rồi Mì xin nhờ ổng giúp Ngọc thoát khỏi chỗ này. Bằng cách nào? Có phải là Mì nói là Mì có quyền đi ra ngoài với khách không? Rồi Ngọc sẽ đóng giả là Mì rồi đi ra ngoài với ổng. Nhưng mà cách đó nguy hiểm lắm. Tụi ma cô mà phát hiện ra thì không những tôi mà My cũng phải chết dưới tay của mụ Diễm đó nữa. Khờ quá à. Đời tôi đã chết từ lâu rồi mà.